Wow, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Tại sao à, Roblox? Trời ơi, tôi ghét VNG lắm anh em ơi. Không biết về sau này có mất nick này không nữa. Ok, xem hôm nay nó cháy gì này. Úi giời ơi, anh em thấy sau một tháng tôi rèn luyện độ may mắn nào. Rồi tiện thể các bạn người quen rồi đấy thì cho bạn trái spirit chứ nhỉ. Đấy, không biết bạn để sợi chơi mimsy lại bóc phút để anh cho cái này này. Đấy, xả. Úi giời, cái gì đấy, cái gì đấy, vui quá. Rồi xong chưa bạn? Ui like vậy, một tháng rồi không nhớ à? Còn nhớ HKG Gaming không bạn? Các bạn đừng barbecue nữa nhớ không? Ừ, có. Ừ, sao nói tiếp đi. Nhận ra rồi. Úi giời, lâu rồi không gặp ha. Trời ơi, sau một tháng mà tôi bị lãng quên nhanh thế. Rồi, vào ok, hello, xin chào anh em. Quay trở lại với kênh HKG Gaming. Yes, và anh em nhìn thấy rồi đấy, tôi đang ở trong Strongest Battleground. Và nói thật, đây là ngày thứ 3 tôi chơi game này. Anh em hỏi tại sao tôi ở đây á? Thì tại nhiều bạn muốn tôi chơi trò này ấy mà. Với lại tôi bí content Block Food luôn này. Nên là sang trò này chơi cho vui. Mà cái trò này nó không phải cày như Block Food nên là ấy. Bú thôi. Rồi để tôi chỉnh lại mấy cái nút cho nó dễ dàng di chuyển hơn này. Đó, ok. Chào bạn nha. Ở trong server này có một bạn fan, không biết bạn ấy đang ở đâu. Một đấm. Ấy, ấy, mấy bạn đánh nhau thì tránh xa tôi ra chứ. Cho tôi tập luyện chứ. Mấy ngày thứ 3 chơi thôi, không biết kỹ năng các kiểu đâu. Nói thật chứ 2 ngày trước tôi toàn spam chiêu thôi à. Trời ơi mấy cái thằng này không cho người ta test chiêu thế nào cả. Đấy, mới học trên mạng đó anh em. Trời, nhưng mà vẫn là lỗi nha, tôi không biết chiêu 3 làm gì nữa. Nó đẩy đi thôi à? Hay là nó làm ngã thanh niên đấy? Đấy. Ê, đẩy nhưng mà vẫn đứng nha, không ngã được. Mà chưa một đấm xa thế làm sao combo được? Chắc là để chưa một kết liễu thôi vậy. Ôi rồi lại đấm chiêu rồi, thành chiêu 4 nhá. Chậm xuống đất nè, đấm chiêu 2 nè. Đấy, thế là được đúng không? Đúng không anh em? Giờ học combo nhá. Nghĩa là tôi không bấm nhầm chiêu 3 với chiêu 4 là được. Rồi. Ô, cái này có không có trong sách giáo khoa anh em ơi. Sao tôi móc thanh niên này lên được? Kiểu như chiêu 4 ấy. Quá. Ôi lại ấn trượt rồi đấy. Sao vừa nãy tôi móc được thanh cái con rối này lên được nhỉ? Có bạn pha này. Sao lại HKT? Thế HKT hả bạn? Ôi mấy thanh niên này emote này. Mà tôi có một emote à? Hóa ra trò này phải mua emote anh em ạ. Trời ơi, giá như là tôi có tiền. Ok. Ồ, sao không làm được như trên mạng cả? Người ta dậm xuống 2 lần cơ mà, không cần đánh 4 đòn. Thì ta thằng này
thật sự luôn á. Đánh cướp con rối còn đánh mình, đùa. Ui cái thằng này nó lướt quá. Ôi rồi, tôi không đánh được anh em ơi, thằng này nhiều khống chế đấy. Ô, có ulti rồi. Anh sắp chết rồi. Bật ulti luôn làm sao? Chiêu một làm gì? Chiêu một để làm gì nhỉ? Đợi tí. Khống chế đã. Ơi. Thôi pass. Tôi biết chiêu này, trong anime có rồi. Sai. Ôi hình như đồ hồi đầy máu luôn anh em ạ. Trời. Kinh quá. Làm sao muốn đánh nhau thế mà. Làm sao? Ơi à. Sao vẫn đấm được tôi? Đánh lại bỏ người ta không nữa. Úi giời. Bên kia vẫn ulti à. Úi giời ơi. Gì xịn á. Vậy là cái game này nó lấy animation đánh nhau của các nhân vật anime anh em ạ. Trời ơi. Cũng đẹp đấy, mỗi tội là tôi bị tụt FPS hơi nhiều. Đấy, tôi nói người anh em không nghe. Trời ơi, đã bảo lag rồi, cứ bắt mình chơi. Ê à. Thì trời, thì nhân vật nào mạnh dữ vậy á. Để theo ông kia, ông đang team tôi đấy ạ. À? Cái game này team là không cần hai đâu nha anh em. Họ mới chơi, tôi toàn bị bắt nạt với team sấp mặt à. Ôi rồi, cái gì ấy, chơi chết luôn rồi. Ôi rồi, cái thằng này toàn phá đám à. Trời, này thì chiêu một cũng đâm xa được. Cái thằng này, người ta đang đánh nhau với con hình nộ mà cứ thích phá đám. Này thì phá đám spam chia mãi đỉnh. Ấy này thì làm đấy. Phá đám chúng tôi. Đến được con này rồi, hồi sinh đầy máu này rồi, cứ tưởng chưa chết ạ. Ôi quả thiên thạch rơi thế mà không chết. Test thử chiêu 4 nhỉ. Không test từng chiêu á. Ủa rồi chiêu 4 làm gì? Hả? Phí mất thời gian của mình. Nó còn chiêu 4 làm gì ấy? Nói này là anh tích lại nhấn nộ thôi. Trời ơi, cứ dùng nhầm chiêu 3 ấy nhỉ. Rồi, ok. Mày đã hồi sinh thì cho tao test. Trời ơi. Không biết test nữa, giữ hay chưa. Rồi, em xem anh combo anh ạ. Đấy, tôi lại móc hàm nữa rồi kìa. Cái gì đấy. Rồi, ok. Tiếp tục. Thấy bạn fan đang bị combo nên là tôi quyết định đứng nhìn ha. Thanh niên không biết đang làm gì nhưng mà đứng im cho thanh niên kia đánh rồi. Thôi, chắc là do ý của bạn. Đấy, thuận theo ý bạn thôi. Đứng nhìn. chào bạn đấy à. Sao bạn đánh tôi? Ấy. Gì mạnh dữ vậy? Bà vang quay lại giúp tôi. này. Nhờ này. Sao? Lướt bình tĩnh lướt thôi, sao thằng này nó lướt là hai lần mà tôi lướt đúng một lần vậy? Đấy. Lướt lắm ấy. Đấy, nó lướt hai lần kìa anh em. How? Ôi rồi. Sao mình bị đẩy xa đấy? What? Ok.
Trời ơi, dùng chiêu kiểu gì mà chiêu bên này người bên kia vẫn trúng vậy? How? À, ok, có ulti này, có nên bật không nhỉ? Ấy đó, cái thằng này đánh tôi à. Đánh dối, đánh luôn tôi. Ô gì ạ? Hình như chưa một tuổi ulti tao ấy. Trời ơi, trời ơi. Xịn quá bạn ơi. Hay quá. Rồi con dối đâu? Cái con dummy đâu rồi? Ủa bay đâu rồi? Mất tích à? Ê à, gì đấy? Cái thằng này tự nhiên đấm mình ra à? À hay là test ulti vào con cua? Ừ. Làm sao ra đây? Con cua. Mấy ngày trước mày toàn đuổi tao. Mày quay lại đây mày đánh tao này. Ê à. Ơ. Ủa mình yêu máu hả? Rồi. Tích lại đầy nổ. Xong rồi lại ra đấm con cua. Ừ. Nói thật chứ tôi chả biết chiêu 4 của ulti làm mẹ. Ơ à, tôi đẩy được này. Nhưng mà không biết hiểu. Không hiểu tại sao nó đẩy được. Hay là do lướt gần quá nhỉ? Đây chà, nhiều máu này. Ôi đang bật ulti rồi. Nên đấm ông ta. Cái thanh niên này cũng tránh xa thanh niên đấy à. Ui dồi. Cuối cùng vẫn quyết định là đánh à. Chắc hết ulti rồi. À, ok. Giờ tích đầy nộ rồi nhá. Có nên test ulti vào con dummy này không nhỉ? Chắc là thôi đi. Trời ơi, dùng ulti vào một con NPC thì có hơi phí quá không anh em? Chắc là đợi một thằng người chơi nào ngáo ngáo cái xong rồi test ulti. Đấy, anh em thấy tôi lướt ghê không? Đấy. Thôi, cơ bản thôi anh em. Cái này tôi học trên mạng rồi. Nói thật thì tôi cũng chả biết cơ chế game nó thế nào. Chào bạn nhé. Chào bạn Long chơi Deadpool nhá. Tôi không biết bạn nhưng mà bạn cũng chả biết tôi. Trời ơi, dùng chiêu dùng ngu rồi. Lại dùng chiêu 3 thay vì chiêu 4. Trời ơi. Đang cho bạn này xem combo mới học. Đúng ra là tôi chơi bừa. Học cái gì? À bạn. Tôi test combo cái. Trời. Sao chơi 4 bây giờ nó rậm rậm thế nhỉ? Ảo ấy. Trời. Trời. 2 năm 4 năm chơi gần đi của tôi. Thế mà cũng trúng. Đó, bạn này combo ghê không? Bạn này combo ghê. Bạn này combo ghê không? Trời. Hay không bạn? Hay không? Bạn tầm thử đi. Thử đi bạn. Đây kìa, thử kiểu gì ấy. Ơi, ba chỗ con cua. Thử dùng chiêu 1 nhỉ. Ấy, cái gì đấy? Nửa máu mình rồi. Chứ gì nửa máu rồi. Ây à, mạnh quá. Nó mạnh quá, một đập nữa chết tôi này. Rồi sao đấy? Muốn dùng chiêu 4 lắm, muốn test chiêu 4 lắm như vậy. Ây là nó đuổi tôi. Thôi bật chiêu 1 đi. Đúng không? Mày coi lại mày đánh tao rồi. Đấy, mày chết. Đấy tao mà, một đấm. Mày làm sao? Ủa? Ủa không có đám. Ơ? Ủa? Dê, yeah, sao mày không có đám? Hay do con cua cao quá? Rồi cuối cùng cũng tích lại, đừng nộ. Chưa tích đầy. Mà cái thằng kia nó ném nhầm người tôi nhỉ. Ném trượt à? Ủa bây giờ dùng chiêu 3 này, what the hell? Gì đấy? Anh em có nhìn thấy không? Bây giờ tôi dùng chiêu 3 này. Ờ, ảo đấy. Còn dùng cái con đâm mình nằm dưới đất à? Nè. Cái thằng này.
Trời ơi, sắp đúng lúc nó gần chết rồi nhớ. Ông kia ông vậy. Ơi, cái gì đây? Bật ulti à? Ây à, thằng nào nữa đây? Đấy là bạn tự nhiên chạy vào chỗ tôi đánh nhau nhá. Hả? À, tôi bật ulti đấy, đừng có đánh. Tôi bật chưa một lên là bạn đi luôn đấy. À, cái thằng nào nó thả quả thiên thạch to trời đánh vậy? Mà sao tôi bật ulti tận 2 lần vậy? Rồi tôi dùng chiêu 2 mà, lại thật. Trời ơi, hóa ra đây là chiêu giết tôi lúc đấy à? Ú ma. Vừa mới vào cái chết luôn, cay đúng không? Rồi ok, lại tích đầy nộ rồi. Hết chiêu 4 rồi. Rồi anh em đứng chụm lại, tôi dùng đúng dùng trúng chiêu ạ. Ok ạ. Và chiêu cuối cùng chiêu 4 nó cũng thế này đúng không? Trời ơi. Thôi test chiêu 3 rồi. Ây ạ. Trời ơi, thằng nào nó đấm bên kia đất lủng hết kia kìa. Không lướt được, không dám lướt luôn anh em ạ. Lướt là bay lên trời luôn. Tại vì cái cơ chế của cái Roblox nó như thế rồi. Tôi cũng chả biết thế nào nữa. Rồi, chiêu 3 này. Nào anh em đứng chụm lại nào. Đấy, có thanh niên đứng yên này. Ờ, cười đâu ạ? Ôi chưa bọn chết nha. Hóa ra vừa nãy là có thanh niên bấm chiêu 3. À, ok. Rồi bạn làm sao? Bạn sao bạn vào đây? Bạn vào đây. Tôi làm gì bạn đâu? Tôi dùng chiêu 3 thanh niên kia mà. Ok. Thằng nào nữa? Trời ơi. Người ta đánh nhau cứ phá. Xong rồi ông kia ông không thèm đánh nhau nữa. Rồi. Đấy à. Đánh còn nhiều máu không đánh nốt này. Đánh nốt đi. Đánh nốt đi. Rồi. Ây à. Cái gì đây? Ôi ơi. Ôi tôi gặp pay to win anh em ạ. Gì lướt lắm thế. Ôi. Hả? Tôi biết là nhân vật này nó cũng OP đấy nhưng mà sao lướt lắm thế? Có vẻ lướt nhiều quá nên nó mới OP đúng không anh em? Trời ơi. Đánh rất nhanh nhá. Lướt rất nhiều nhá. Không hiểu. Ủa tao chết rồi mà sao thằng kia vẫn dùng chiêu được vậy? Rồi, ulti đầy người rồi nè. Rồi test chiêu 4 lại nhá anh em nhá. Chứ tôi không nghĩ ulti nó chỉ đến thế đâu. Ô ô. Chúng à? À, mỗi tội chúng không khí anh em ạ. Không có mục tiêu nào luôn. Cái con dummy nó cũng chết rồi. Hóa ra là ulti cũng xịn phết nhờ. Mà hơi lag nha. Rồi và video đến đây cũng kết thúc rồi. Tôi trải nghiệm xong nhân vật Saitama rồi nhá. Hẹn gặp anh em vào clip sau. Trời ơi, chơi sương sương cũng 11 bạn.